SCP nguy hiểm nhất trong vũ trụ của tổ chức SCP là gì? Đây là một trong những câu hỏi mà kênh thường được chất vấn nhất trong những năm vừa qua. Dù câu hỏi này là tương đối gần với câu hỏi về những thực thể hùng mạnh nhất, nhưng câu trả lời cho thắc mắc này là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra câu trả lời được chấp nhận đông đảo nhất trên wiki của tổ chức SCP. Thực thể nguy hiểm và là mối hiểm họa lớn nhất cho vũ trụ của tổ chức SCP được biết đến với cái tên là The Scarlet King. Xích Vương Được biết đến với nhiều tên gọi Như Harak, Shomus Udao Xích Vương là một cổ thần hùng mạnh Với mục đích là hủy diệt toàn bộ tạo hóa Xích Vương là một khái niệm tương đối lâu đời Trên wiki của tổ chức SCP Với những tài liệu đề cập đến hắn ta Là vô cùng mập mờ Khó hiểu Và đôi lúc là đối nghịch hoàn toàn với nhau Tôi có rất nhiều ngoại truyện đã đưa ra vô số những gợi ý về bản chất thật sự của thực thể với tên gọi là Xích Vương nhưng nhìn chung, bản chất thực sự của Scarlet King chưa bao giờ được làm rõ Và rất có thể sẽ không bao giờ được làm rõ Dù sức Vương là ai hay bản chất thật của hắn ta là gì đi nữa Bạn sẽ là người quyết định sự thật đó Chào mừng các nhân sự đã trở lại với kênh của SCP Foundation Việt Nam Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những hiểm họa lớn nhất của tổ chức SCP Đó chính là SCP-001 The Scarlet King, quốc vương của bóng tối vực thẳm Vậy The Scarlet King là ai? Để trả lời câu hỏi này Trước tiên Chúng ta sẽ nói về lần đầu tiên Mà vị quốc vương này được nhắc đến Là ở tài liệu của SCP-231 Nói một cách ngắn gọn SCP-231 Là tập hợp của 7 cô gái trẻ Những cô gái này Được cho là đang mang thai những thực thể vô cùng bí ẩn Họ được tìm thấy Khi lực lượng cảnh sát địa phương mở một cuộc tập kích Nhằm vào một giáo phái Mang tên là The Children of the Scarlet King Tạm dịch là những đứa con của Xích Vương. 24 giờ ngay sau khi những cô gái này được giải cứu, một trong số họ đã hạ sinh ra một thực thể không xác định. Thực thể này đã gây ra hàng trăm thương vong và tổ chức SCP đã ngay lập tức vào cuộc để quản thúc sáu cô gái còn lại. Dù đã vô cùng nỗ lực, nhưng tổ chức không thể ngăn được 5 cô gái còn lại hạ sinh ra những thực thể quá dị. Với mỗi thực thể sau đó, lại càng nguy hiểm và kinh hoàng hơn thực thể trước. Và bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một cô gái sống sót Người này được tổ chức gán mã định danh Là scp 2317 Theo dữ liệu của tổ chức SCP Nếu cô gái cuối cùng có thời hạ sinh ra thực thể Mà cô đang mang trong bụng Trái đất sẽ bị diệt vong Và vì lý do kể trên Tổ chức SCP đã đưa ra quy trình Mang tên là quy trình 110 Montauk Nó được biết đến là một trong những quy trình mất nhân tính và tàn bạo nhất của tổ chức SCP Hoặc có thể nói tàn bạo nhất trái đất Tuy nhiên, chi tiết về quy trình này vẫn là một ẩn số vì bản chất kinh hoàng của nó nhưng có một vài yêu cầu chi tiết được đưa ra để tổ chức SCP có thể thực hiện nó một cách hiệu quả Đầu tiên, nó chỉ được thực hiện bởi những nhân sự cấp D Họ là những tử tù đang trong quá trình chờ thi hành án Tuy nhiên, những nhân sự cấp D thực hiện quy trình phải là những người không có tiền sử liên quan đến bạo lực Việc này là để tránh họ vô tình giết chết cô gái này Thứ hai Cô gái mang mã mạ định danh SCP-231-7 Phải hoàn toàn tỉnh táo Trong suốt quá trình của 110 Monsort Mà không được sử dụng bất kỳ loại thuốc gây mê Hay giảm đau nào Mọi nhân sự thực hiện quy trình 110 Monsort Cần phải liên tục thay ca trực Để tránh những tổn thương tâm lý vĩnh viễn Có thể gây ra do quan sát quy trình này Trong thời gian dài Quy trình 110 Monsort Được cho là khủng khiếp đến nỗi Tất cả những người tham gia đều phải được xóa trí nhớ sau khi hoàn thành nó. Ngoài ra, cô gái này cũng phải được xóa toàn bộ ký ức sau mỗi lần thực hiện quy trình này nhằm để tránh việc cô gái có thể làm quen với nỗi đau. Dù SCP-231 nghe không có vẻ gì là liên quan đến Scarlet King hay quân đoàn của hắn, nhưng chúng ta sẽ từ từ làm rõ toàn bộ câu chuyện. Như tôi đã nói ở đầu video, thực thể này là vô cùng khó hiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một SCP khác cũng liên quan đến Scarlet King hay thậm chí chính là Scarlet King đó chính là SCP-2317 Tôi cũng sẽ tóm tắt vô cùng ngắn gọn về SCP này SCP-2317 là một thực thể viễn cổ tồn tại ở một vũ trụ song song hẳn được biết đến là kẻ hủy diệt những vũ trụ và chịu không gian Tên hay danh tính của thực thể này chưa bao giờ được làm rõ trong tài liệu nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng Hắn chính là Scarlet King Hoặc ít nhất Là liên quan đến Scarlet King Thực thể này cuối cùng đã bị phóng bấn Bởi 7 sợi xích đặc biệt Tuy nhiên sáu sợi xích đã bị phá vỡ Và sợi duy nhất còn lại Sẽ bị phá hủy trong vòng 20 năm tới Tương tự như câu chuyện của SCP-231 Nếu sợi xích cuối cùng bị phá vỡ Hắn sẽ đến được chiều không gian của chúng ta Và cũng giống như SCP-231 tổ chức không thể nào tái tạo lại hay sửa chữa những sợi xích đã bị phá hủy với trình độ công nghệ hiện thời của họ. Tôi không có một chút thích nào đặc biệt nhắc đến mối liên hệ giữa SCP-231 và SCP-2317, nhưng chúng ta có thể thấy một khuôn mẫu ở đây. SCP-231 có cô gái cuối cùng mang mã định danh là SCP-2317 nếu cô gái hạ sinh, nhân loại sẽ bị diệt vong và SCP-2317 là một thực thể sẽ phá hủy Trái Đất nếu sợi xích thứ bảy bị phá hủy. Cả hai SCP này đều có những điểm chung như sau: 7 sợi xích, 7 cô gái và con số 7 ở cuối mỗi SCP. Một giả thuyết hợp lý đã được đưa ra là nếu tổ chức SCP cho phép cô gái thứ bảy hạ sinh sợi xích cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ, mở đường cho Scarlet King cùng với binh đoàn của hắn để phá hủy vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, đây không chỉ là suy đoán suông Với tất cả những SCP trọng yếu Liên quan trực tiếp đến kẻ mang tên Shomus Udao đã được làm rõ Chúng ta sẽ đi đến phần chính của video Đó là đề xuất của tiến sĩ Softo SCP-001 The Scarlet King Xích Vương Một SCP liên kết cả hai SCP Mà chúng ta đã đề cập trước đó Chúng ta có thể thấy Bản chất của những SCP-001 Đã là những tài liệu vô cùng khó hiểu Và đầy những ẩn ý nhưng đề xuất SCP-001 về xích vương đã đưa sự khó hiểu và mập mờ của một tài liệu SCP-001 lên một tầm cao mới. Dù với khả năng hủy diệt toàn bộ vũ trụ của mình, SCP-001 thực thể mang tên là xích vương được phân loại ở cấp safe, phân loại về quản thúc nhất và quy trình quản thúc được ghi một dòng ngắn gọn. Việc quản thúc SCP-001 là không cần thiết. Tại sao? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ SCP-001 The Scarlet King nói về hành trình tìm kiếm câu trả lời của tiến sĩ Robert Montauk về thực thể bí hiểm này. Tài liệu 001 này cho rằng SCP-001 là định danh cho thực thể được gọi là xích vương The Scarlet King. Tổ chức cũng cho rằng hắn và thực thể được đề cập trong tài liệu của SCP-2317 đều cùng là một thực thể duy nhất dù sự thật ra sau vẫn chưa được làm rõ. Xích vương là một thực thể đã và đang tồn tại cùng lúc ở vô số các chiều không gian khác nhau và vì một số lý do hắn không thể truy cập được chiều không gian gốc đó chính là chiều không gian của tổ chức SCP Tổ chức SCP cũng đã biết rằng Xích Vương đã cố tấn công vào chiều không gian của họ trong hàng trăm năm qua và nếu hắn thành công hắn sẽ khiến thực tại của họ bị biến đổi nặng nề và nhân loại cùng với tạo hóa sẽ ngay lập tức bị diệt vong Ngoài sự thật này, tổ chức còn nhận ra một sự thật kinh hoàng không kém Đó chính là về lịch sử của loài người Họ dần nhận ra rằng trong vô số những nền văn hóa cổ xưa Xích vương đều đã được ghi chép và tạo khắc lại Thông qua những câu thơ, văn tự và hội họa Nhưng điều này chỉ không dừng lại ở xã hội loài người Những nền văn minh ngoại lai và ngoài vũ trụ khác Đều biết đến sự tồn tại của hắn Dù những nền văn minh này chưa từng giao tiếp với nhau những mô tả của họ đều trùng khớp với SCP-001 Đó chính là một sinh vật khổng lồ Mang màu đỏ của máu Đội một chiếc vương miệng làm từ vàng Để biểu thị cho dòng dõi quý tộc của nó Dù với những cái tên là khác nhau Như là King Crimson The Khan Crimson Nhưng tất cả những gì bản này Đều nhắc đến màu đỏ Song song với những thông tin này Chúng ta còn biết được về những giáo phái và thế lực Mong muốn triệu hồi xích vương Với nhiều mục đích khác nhau như những đứa con của xích vương quân đoàn bình minh thủ hộ vệ đỏ và nổi bật nhất trong các thế lực này chính là liên minh huyền bí toàn cầu với mục đích của họ tôi xin được trích nguyên văn như sau là làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong lịch sử nhằm triệu hồi và tiêu diệt mối hiểm họa huyền bí lớn nhất của vũ trụ và tất nhiên họ đã thất bại quay trở lại với chủ đề chính tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất về phần còn lại của SCP-001 cho các bạn Vì như tôi đã nói SCP-001 The Scarlet King là một tài liệu được cố tình viết theo một cách huyền bí và khó hiểu Chúng ta đã biết được tổ chức SCP và Liên minh đã hợp lực trong một chiến dịch nhằm tận diệt giáo phái mang tên những đứa con của Xích Vương Cùng với đó là họ đã bắt được người đứng đầu của giáo phái này kẻ lãnh đạo đã được thẩm vấn và hắn cho rằng để hiểu được Xích Vương thì phải hiểu được ba định luật mà xích vương và những tín đồ của mình luôn tuân theo đó chính là định luật của máu định luật của sự hữu hình và định luật của tiếng tru vọng định luật đầu tiên được áp đặt bởi chính xích vương và qua định luật này ta biết được sự thật đầu tiên đó là về sự khai sinh của xích vương đã có nhiều cuộc tranh cãi và giả thuyết về nguồn gốc thực sự của kẻ được biết đến là xích vương hay huyết vương vài người cho rằng hắn là tạo vật từ những góc khuất những vực thẩm của vũ trụ một số khác cho rằng hắn là một trong những vị cổ thần đầu tiên của tạo hóa có giả thuyết còn cho rằng xích vương từng là một cư dân của alagada tôi sẽ không nói giả thuyết nào là đúng giả thuyết nào là sai vì bạn sẽ là người quyết định sự thật này nhưng trước tiên chúng ta sẽ nói về những thông tin đã được xác thực với giáo phái của xích vương đã bị giải tán người cầm đầu của giáo phái này đã cho tổ chức scp biết về nguồn gốc thực sự về vị thần mà họ đã từng thờ phụng ông ta nói rằng xích vương đã từng là một thứ gì đó khác hẳn trong quá khứ xích vương chưa từng là một tên bạo chúa và ngài cũng không mang biểu tượng là màu đỏ của máu ngài đã từng là một tiếng ru trong cơn gió để hối thúc những nông dân làm việc ngài là một thứ được sinh ra từ sự sợ hãi và chết chóc của nạn đói và ngài là thứ ban phát mùa màng bội thu cho họ Xích vương đã từng là một thứ gì đó lớn lao Tựa như một hình tượng về một vị thần siêu nhiên Nhưng Có một thứ gì đó đã thay đổi Mọi thứ bắt đầu Vào một khoảng thời gian không xác định Vào những năm 1800 Sự kiện này Được những người cầm đầu giáo phái Gọi là Trận chiến của Gamalev Cuộc chiến này được cho là trận chiến giữa xích vương Và một bộ tộc mang tên Những đứa con của Ernst Nhưng ở thời điểm này hắn không phải là một thực thể hùng mạnh mà là một kẻ thống trị của tầng lớp quý tộc vị vua kẻ cầm đầu băng cướp của mình đã đến một ngôi làng nơi hắn ta cướp bóc và tàn phá dù dân làng đã cầu xin van nài băng cướp nhưng vị vua và băng cướp của mình vẫn không khoan nhượng vì cả hai phe đều đang bị tàn phá bởi nạn đói khi trận chiến dần đi đến hồi kết bảy cô dâu trẻ bên trong ngôi làng đã bị đem đi như một chiến lợi phẩm cho vị vua Sự kiện này đánh dấu sự hình thành của xích vương và là định luật đầu tiên của hắn Định luật của máu Khi mọi vật chìm trong sự hỗn loạn, máu lửa và nạn đói Định luật máu nói lên rằng Thế giới xưa cũ không phải là một nơi yên bình hay tuyệt đẹp Mà là một thế giới đầy rẫy giết chóc, đau thương và sự không khoan nhượng Một điều hoàn toàn trái ngược với thế giới hiện đại Điều này đã dẫn chúng ta đến với định luật thứ hai The Law of Concrete Định luật của sự hữu hình Hay còn gọi là định luật của bê tông Định luật của sự hiện đại hóa Định luật của sự hữu hình Miêu tả về sự hiện đại hóa Nơi mà mọi thứ phải tuân theo những quy luật Và được phân loại Mọi thứ đều phải được đưa vào một khuôn khổ Khác hẳn với cuộc sống của sự hỗn loạn trong quá khứ Định luật này được miêu tả Là rất giống với cách mà tổ chức SCP hoạt động Sự trùng hợp này sẽ được giải thích trong định luật thứ ba và là định luật cuối cùng của xích vương nó được gọi là định luật của tiếng tru vọng the law of the howling định luật này biểu trưng cho sự xung đột giữa hai thế lực sự xung đột giữa thế giới hiện đại và cuộc sống của quá khứ định luật này cũng kể về thời điểm khi đế quốc anh xâm lược những đất nước ở vùng đông nam á những văn hóa lâu đời và cổ xưa của người bản địa đều đã bị lấn át bởi bọn thực dân những phong tục tập quán xưa phải bị loại bỏ mọi thứ liên quan đến đời sống tâm linh cần phải đi vào khuôn khổ, ghi chép và phân loại. Điều này đã gây nên một cuộc xung đột giữa những người dân bản địa và chủ nghĩa thực dân. Và đỉnh điểm của tất cả sự hỗn loạn này chính là sự thành lập của một thế lực tượng trưng cho sự trật tự và là đỉnh cao của thế giới hiện đại. Đó là một thế lực mang tên Tổ chức SCP. Ngay khi Tổ chức SCP được thành lập vào năm 1824, họ đã đưa mọi thứ vào khuôn khổ và là một biểu tượng cho định luật của sự hữu hình nhưng bạn biết tại sao xích vương lại tồn tại không vì sự xung đột giữa thế giới của quá khứ và thế giới hiện đại sao không xích vương tồn tại là vì tổ chức scp tồn tại tổ chức luôn tìm cách giam giữ phân loại và giới hạn chúng những thứ nằm ngoài khuôn khổ thế giới của họ mọi thứ đều cần phải được hiểu rõ quy củ và hợp lý Họ đặt những thứ như thần thánh và những tiên nữ Thành những con chữ ngắn gọn Dễ hiểu Và vô cùng logic Và với sự hình thành của một thế lực tượng trưng cho hình mẫu trật tự tuyệt đối Một thế lực đối nghịch Cũng phải tồn tại Một thứ gì đó phải được sinh ra Để cân bằng lại cán cân của vũ trụ Dù sự xung đột giữa quá khứ và hiện đại Đã giúp định hình xích vương Nhưng chính tổ chức SCP Mới là người đã ban cho hắn hình hài Khi tổ chức SCP cố gắng định nghĩa cho hắn cho xích vương vào khuôn khổ Họ đã vô tình cho xích vương một hình dạng Một khuôn mẫu Dù SCP-2317 Có thật sự là Scarlet King hay không đi nữa Tổ chức đã vô tình định nghĩa SCP-2317 Là Scarlet King Và họ đã thật sự tin vào điều đó Và vì xích vương The Scarlet King Từ một định nghĩa đã trở thành một thực thể có thật Và vì xích vương đã được ban cho sự tồn tại Nên lịch sử của hắn Cũng đã tồn tại Quay ngược lại từ thời viễn cổ Đó là bình minh của tạo hóa Nơi khởi điểm của toàn bộ vũ trụ Xích vương đã bày gãy logic Và thay đổi toàn bộ dòng thời gian Để đưa hắn trở thành một thực thể thật sự tồn tại Nên có thể nói Một trong những lý do Mà xích vương được gán mà định danh Là SCP-001 Là vì Chính tổ chức SCP Là người đã tạo ra xích vương Nếu các bạn đã xem video về top 10 SCP mạnh nhất của vũ trụ SCP bạn cũng đã biết The Scarlet King hay còn gọi là Harak là một cổ thần sinh ra vào thời điểm cây tri thức được hình thành Harak là đứa em út trong bảy vị thần nhưng hắn lại là kẻ duy nhất được ban phước hay có thể nói là bị nguyền rủa bởi tri thức do hắn từng là một định nghĩa nhưng lại bị nguyền rủa bởi sự tồn tại bị nguyền rủa bởi nhận thức tồn tại là khổ đau hắn hoàn toàn có khả năng cảm nhận được nỗi đau của sự tồn tại việc này đã đầy đỏ hắn và hắn quyết định rằng Mình sẽ chấm dứt nỗi thống khổ này Bằng cách hủy diệt tạo hóa Giải phóng tất cả mọi thứ khỏi nỗi đau của sự tồn tại Điều đầu tiên hắn làm Đó chính là Tiêu diệt và hấp thụ toàn bộ những người anh em của mình Để trở nên mạnh mẽ hơn Harak sau đó đã tuyên chiến với cây tri thức Đấng sáng tạo Và tất cả tạo hóa Harak tự phong cho mình danh hiệu Quốc vương của bóng tối vực thẳm Và tuyên bố Cuộc chiến với tạo hóa sẽ không chấm dứt cho đến khi vạn vật trở về với hư vô Ở khởi điểm của cuộc chiến Harak đã chọn cho mình một cái tên Để đại diện cho hắn và binh đoàn của mình Somos Udao Dịch ra nghĩa là The Scarlet King Khi cuộc chiến bắt đầu Xích vương đã bắt được Sanna Vị thần thông tội và tuyệt đẹp nhất của bốn tối vực thẳm Hắn đã ép cô Xin cho hắn bảy người con Với tâm trí hoàn toàn bị bẻ gãy bởi xích vương Sanna đã chết đi và để tránh việc bảy người con gái của hắn chết đi như mẹ của chúng hắn đã phong mấn bảy người con của mình để hạ sinh cho hắn bảy binh đoàn quái vật xích vương sau đó đã dùng bảy binh đoàn này để thâu tóm và tiêu diệt vô số các chiều không gian cuối cùng dừng lại ở cội nguồn của sáng tạo vũ trụ đầu tiên được hình thành bởi cây tri thức và là vũ trụ chứa đựng nó vũ trụ này được biết đến là vũ trụ của chúng ta chiều không gian gốc nhưng hắn không thể chưa cập được vào chiều không gian này vì một vài lý do Điều này đã đưa chúng ta đến với thời điểm hiện tại Khi tổ chức phát hiện ra Scarlet King Vậy Chúng ta đã giải thích xong về sự hình thành Cũng như lịch sử của thực thể Hay còn gọi là một thứ Được biết đến với cái tên là The Scarlet King Xích vương Giờ đến với câu hỏi về quy trình 110 mong sót Tại sao nó lại cần phải tàn bạo Và tại sao nó lại hiệu quả đến thế Dù được đề cập là được ban hành bởi chính tổ chức SCP Tuy nhiên, theo một ngoại truyện mang tên A New Job, quy trình 110 mong sốt xuất phát từ một nghi lễ được ghi chép bởi chính giáo phái của Scarlet King. Chúng ta cũng nhận ra rằng giáo phái mang tên những đứa con của Scarlet King không đơn thuần chỉ là một giáo phái ma quỷ, tôn thờ quỷ Satan, mà họ đang vươn đến một mục tiêu sâu xa hơn là bảo vệ sự tồn vong của loài người. Họ giải thích rằng vì tổ chức SCP là một thế lực tượng trưng cho sự trật tự tuyệt đối nên quy trình một một không mong sót, cần phải cực kỳ tàn bạo để đóng vai trò như một kén cân để cân bằng lại sự hỗn loạn và trật tự của tổ chức và kết quả là điều này sẽ ngăn được bước tiến của xích vương câu trả lời này là vô cùng hợp lý và thỏa đáng nhưng mọi thứ không hề đơn giản đến vậy tại sao một giáo phái tôn thờ xích vương lại có sẵn một nghi lễ để chống lại hắn câu trả lời là vì tổ chức đã bị lừa bởi giáo phái này tổ chức scp đã bị những ghi chép này lừa rằng qua việc để cô gái thứ bảy hạ sinh thế giới sẽ rơi vào một viễn cảnh tận thế trong khi sự thật là cô gái thứ bảy thay vì hạ sinh ra một con quái vật cô sẽ hạ sinh ra một anh hùng người có thể đánh bại và lật đổ được xích vương và giáo phái này không được phép để điều đó xảy ra nhưng tổ chức đã biết được sự thật này qua một ngoại truyện khác mang tên Fear Alone. Ngoại truyện này miêu tả về một nghiên cứu viên đã phát hiện ra sự thật về quy trình 110 một, một Montauk, rằng nó thực sự không phải là một tội ác được gây ra trên một cô bé, mà thay vào đó, đơn thuần chỉ là một nhân viên cấp D, đọc một câu chuyện cổ tích để ru ngủ cho cô. Nghiên cứu viên này cảm thấy vô cùng khó hiểu và đã được giải thích rằng việc tra tấn có thực sự xảy ra hay không là không hề quan trọng. Lý do là vì những cổ thần như Xích Vương không hề nhìn xuống thực tại của chúng ta như cái cách chúng ta nhìn nhận thông thường. Vì thế nên, xích vương không thể thấy được chính xác những gì đang xảy ra. Ngược lại, hắn chỉ có thể cảm nhận được nỗi sợ. Nếu họ chỉ việc xóa chi nhớ những người thực hiện và luôn làm mọi người tin rằng quy trình 110 môn sốt là một quy trình đáng sợ và tàn bạo. Sự sợ hãi và lo lắng của những người tin vào nó sẽ đủ để lừa được Scarlet King. Và cuối cùng, Tổ chức SCP đã để, để cô gái thứ bảy hạ sinh Đứa trẻ được sinh ra Là một SCP mà tổ chức đã gán mã định danh Là SCP-999 SCP-999 Được xem là một trong những SCP hiền hòa Và tích cực nhất tại tổ chức SCP SCP-999 Là một khối chất nhờn cam Nó thường nhảy nhót Và cho mọi người những cái ôm Những cái ôm Và tương tác từ SCP này Có khả năng chữa được những triệu chứng trầm cảm hay buồn rầu ở mức độ nặng nhất. Ngoài truyện này cũng giải thích thêm rằng SCP-999 ở trạng thái hiện tại chỉ mới là một đứa trẻ và nó cần thời gian để phát triển. Một khi đã trưởng thành, nó sẽ là một trong những thực thể có khả năng lật đổ được toàn bộ vương triều của Xích Vương. Việc tổ chức lừa được Xích Vương cũng đồng nghĩa với việc họ cũng đã lừa được giáo phái tôn thờ Xích Vương. Tổ chức đã khiến chúng hoàn toàn tin rằng họ đã bị sập bẫy và bị chúng lừa. Nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại Vì một khi SCP-999 Đã đạt được đủ tiềm năng của mình Trận chiến định đoạt sự tồn vong của vũ trụ Sẽ bắt đầu Với câu trả lời này đã thỏa đoán Chúng ta vẫn còn một bí ẩn nữa Là về hành động của tổ chức SCP Trong tài liệu của SCP-001 Tại sao phân loại của nó Lại là safe Và quy trình quản thúc là không cần thiết Và tại sao tài liệu về hắn Lại rời rạc đến như thế Là vì tổ chức đã hoàn toàn hiểu được về xích vương về bản chất của hắn và về ba định luật của hắn để tránh việc xích vương tiếp tục xáo trộn dòng thời gian và để tránh tiếp cho hắn thêm sức mạnh qua những ghi chép chi tiết và kỹ lưỡng mọi tài liệu về xích vương đều sẽ được ghi chép một cách rời rạc mâu thuẫn và sai lệch với nhau và cũng vì lý do này nên quy trình quản thúc của SCP-001 The Scarlet King là không hề cần thiết và cấp độ quản thúc của hắn thay vì là Apollyon hay Cadder, cấp độ quản thúc của Scarlet King là Safe nhưng chỉ những điều đó sẽ không bao giờ là đủ để hoàn toàn ngăn cản được xích vương vì ở đâu đó ngoài kia sẽ luôn có những kẻ cố tìm ra bản chất thực sự của Shomus udow về Scarlet King vị quốc vương của bóng tối vực thẳm và nếu tất cả những suy luận và ghi chép được đề cập trong video này là chính xác thì mọi thứ mà tôi và các bạn vừa thảo luận Bao gồm cả video này Đều đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn Chúng ta đều đã làm một phần trong kế hoạch của Sích Vương Bạn có cảm nghĩ gì về SCP-001 The Scarlet King? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới Nếu bạn cảm thấy thích video Hãy nhấn nút like và đăng ký kênh Để giúp cộng đồng SCP Việt Nam phát triển Và như thường lệ Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Và chúc các bạn một ngày tốt lành